Cô giáo bị học sinh ném dép từng bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức. Trong công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 7 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của trường Trung học cơ sở Văn Phú, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương về vụ học sinh lớp 7C của trường nhốt ném đồ vào cô giáo. Theo công văn, thời gian gần đây cô BTH có nhiều hành vi phát ngôn không chuẩn mực, xúc phạm danh dự và uy tín của người khác, gây bức xúc trong học sinh và phụ huynh. Trường Trung học cơ sở Văn Phú từng đề nghị luân chuyển cô giáo H đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh và người dân tin tưởng, không quản lý được học sinh. Đây cũng là lý do để ngày 21 tháng 11 vừa qua, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú ký quyết định kỷ luật với cô H, hình thức cảnh cáo vì có những vi phạm về đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh, hành vi ngôn ngữ ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm đúng mực. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đề nghị các ngành chức năng kiểm tra xác minh làm rõ nguyên nhân của sự việc, xử lý đúng quy định với cả cô H và học sinh.